Người phụ nữ này vừa mới cưới thì chồng đã đi, 3 năm không về nhà. Người phụ nữ ở nhà ăn no làm biếng, mắng mẹ chồng đánh con. Ngày nọ cô ta nhận được thư từ người tình cũ, hốt hoảng đòi nhảy sông tìm lại cuộc sống của mình. Lúc đầu là Tô Đào Đào, tự mình chót dí đòi cưới Phó Trinh Đồ. 3 năm kết hôn các người ăn ngon mặc đẹp, cung phụng cô ta như tổ tông. Bây giờ con đã gần 2 tuổi, mới nói chịu không nổi muốn ly hôn về thành phố. Cái này là chuyện gì? Bỏ chồng bỏ con, cô ta vỗ mông bỏ đi, con và Phó Trinh Đồ sẽ làm sao? Đúng vậy, dì hai, cả nhà các người quá tốt với cô ta, mới nuôi dưỡng nên tính cách vô pháp vô thiên như vậy. Khi tôi nói đánh một trận cô ta sẽ thành thật, dù có đánh gãy chân, cô không thể để cô ta về thành phố như vậy. Đúng, dù có muốn để cô ta về thành phố, cũng phải đợi Phó Trinh Đồ về mới quyết định được. Không thể cứ thế để cô ta đi được, nếu Phó Trinh Đồ không về thì sao? CCC nhổ nước bọt nói qua cậu mới không về. Mọi người một lời một câu, thảo luận sôi nổi. Mẹ của Phó Trinh Đồ là Chu Linh Lan, một tay bề đứa cháu trai đáng thương, tay lau nước mắt, thúc giục nói nếu cô ta lại đi nhảy sông thì làm sao? Không có chuyện gì lớn hơn mạng người, cái ổ gà rừng này giữ không được phượng hoàng vàng đâu. Cô ta muốn đi thì để cô ta đi. Người phụ nữ chỉ hận luyện sắt không thành. Nhà thứ hai nói, chính cái tính mềm yếu của cô đấy, mới để cô ta leo lên đầu lên cổ bắt nạt. Cô không sợ Phó Trinh Đồ về trách cô sao? Còn có cả Tiểu Đường Viên nữa, nó sẽ làm sao đây? Dù không phải thứ gì nhưng cũng là mẹ ruột của nó. Đàn bà từ thành phố đến thật là độc ác, ngay cả súc vật cũng biết bảo vệ con, vậy mà lại không cần cả Tiểu Đường Viên. Dì hai, chúng ta cứ lấy sợi dây trói cô ta lại, chúng ta thay phiên nhau canh chừng, cô ta chắc chắn sẽ không chạy được đâu. Cứ làm vậy đi, nếu còn dám chạy chúng ta sẽ đánh gãy chân cô ta, trói lên xà ngang. Thật tưởng chúng ta ở Phó gia không có người à? Trời đất lộn ngược rồi. Cậu yên tâm đi, chạy không được đâu, bên tôi chặn không cấp giấy chứng nhận cho cô ta, dù có đến thị trấn cũng không mua được vé tàu, nhưng chúng ta có thể cứu cô ta một mạng. Cứu không được cô ta 10 lần đâu. Một người đã quyết tâm tìm cái chết, đâu chỉ có mỗi cách nhảy sông. Hôm nay vất vả mọi người rồi, các người về trước đi, đợi Tô Đào tỉnh lại tôi sẽ nói chuyện kỹ với cô ấy. Nhưng kết quả thế nào đều là số phận của Phó Trinh Đồ nhà chúng ta, là số phận của chúng ta ở nhà phụ thứ mọi hai. Người về đi, nhà lớn này còn muốn nói gì nữa, nhưng bị chồng cô ta kéo ra ngoài. Được rồi, mẹ và dì hai trong lòng đã rõ, chúng ta về trước đi, lần này cậu đừng để cô ta lợi dụng cậu nữa. Cậu không tự đứng lên, người khác không giúp được cậu đâu. Tô Đào Đào tự nửa mơ nửa tỉnh, vẫn còn đang nghĩ mình mơ thấy gì lung tung. Thật là, kết quả vừa mở mắt ra là mình giật mình tỉnh dậy. Chết tiệt, thật sự xuyên không rồi. Con là một nhân vật mà ngay cả chó trong làng cũng chê. Tôi mới vừa tốt nghiệp đại học, da trắng mặt đẹp chân dài, trong thẻ ngân hàng còn nhiều số không mai hoa viên. Không hiểu sao lại đến cái thời đại thiếu thốn vật chất này, nghèo rớt mồng tơi của những năm 70. Tiền ở ngân hàng, người ở thiên đường, nỗi đau ai hiểu. Cô tỉnh rồi à? Tô Đào Đào nhắm mắt giả vờ. Ôi Đào Đào à, mẹ đã làm quả phụ hơn 10 năm, biết trong lòng con khổ. Chúng ta không phải đã nói rõ rồi sao? Con đợi Phó Trinh Đồ 3 năm. 3 năm sau nếu Phó Trinh Đồ vẫn không có tin tức, con muốn về thành phố hay là tài giá, mẹ đều không ngăn cản con. Chỉ cần thương xót Tiểu Đường Viên của chúng ta, nó chưa đầy 2 tuổi, không thể rời xa mẹ. Đợi thêm nửa năm được không? Nói đợi Tiểu Đường Viên, đứa con rẻ mạt của tôi. Tô Đào Đào mở mắt ra, một già một trẻ hiện ra trước mắt. Đào Đào, nếu con không muốn thì thôi, nếu nhất định phải đi, mẹ sẽ đi xin lão chi thư cấp giấy giới thiệu để con về thành phố. Con đừng có làm chuyện dại dột nữa, trời lớn đất lớn cũng không bằng mạng lớn. Chu Linh Lan nói xong lại bắt đầu rơi nước mắt. Chu Linh Lan vốn không hay khóc, chồng hy sinh bà ấy không khóc, cắn răng chịu đựng, một mình nuôi lớn hai đứa con trai. Con trai út còn là con mồ côi, từ lúc sinh ra chưa từng gặp bố. Con trai cả đi 2 năm hơn không có tin tức. Bà ấy cũng không khóc, bà ấy tin chắc con trai nhất định sẽ không bỏ rơi họ. Đã nói 3 năm sẽ về thì nhất định sẽ về. Tô Đào Đào thấy mẹ chồng hờ khổ sở như vậy, chỉ muốn tát một cái vào mặt nguyên chủ. Nguyên chủ này đúng là đồ khốn nạn, mẹ chồng tốt như vậy mà còn làm trời làm đất. Chu Linh Lan thấy sắc mặt Tô Đào Đào biến đổi khó lường, nhưng không nói gì, lo lắng không biết có phải bị ngâm nước hư não không. Tô Đào Đào hoàn hồn lại. Mẹ ơi, con không sao, chỉ là lúc rơi xuống sông, đã hiểu ra nhiều chuyện trước đây không hiểu. Con muốn nói với mẹ một lời xin lỗi, trước đây con quá không hiểu chuyện, đã làm nhiều chuyện sai trái. Mong mẹ có thể tha thứ cho con, dù muốn hay không, cái nồi đen lớn trên đầu này, Tô Đào Đào phải gánh. Thật sự không sao. Mẹ gọi Hoàng Lục về bắt mạch cho con lần nữa. Bắt mạch, con nằm xuống đã. Chu Linh Lan với vẻ mặt như thế mà, hoàn toàn không cho Tô Đào Đào cơ hội nói chuyện, quay người ra khỏi cửa. Tô Đào Đào muốn gọi cũng không gọi được.
Tôi thật sự đã làm bà ấy sợ, cái loại cực phẩm vô tích sự của nguyên chủ. Nếu không phải ma nhập làm sao có thể xin lỗi. Nói thật ra tôi nhớ được cốt truyện, Phó Trinh Đồ sẽ sớm trở về. Cái người thanh mái trúc mã của nguyên chủ là một tên đàn ông ăn bám nơi này, không thể đi tìm hắn được. Cách tốt nhất vẫn là ở lại đây, đợi ông chồng hờ trở về rồi tính. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi đào đào mơ mà ngủ thiếp đi. Khi mở mắt ra thì thấy đứa bé đang chơi bên cạnh. Tiểu Đường Viên, con đang làm gì vậy? Đứa nhỏ không thèm để ý đến cô, chỉ cúi đầu tự chơi một mình. Đào đào đã tỉnh rồi, Vương Lục nói cô không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi vài ngày, chú ý giữ ấm là được. Anh Hằng bắt được vài con cá nhỏ, mẹ nấu cho con một bát cháo cá, đã gỡ hết xương cá và thêm gừng và tiêu vào. Nấu không tanh đâu, con ăn khi còn nóng nhé. Vẫn là giọng điệu thận trọng. Trong thời đại thiếu thốn vật chất như thế này, còn cố ý nhấn mạnh đã gỡ hết xương cá, thêm gừng và tiêu vào nấu. Không cần hỏi cũng biết nguyên chủ chắc chắn rất kén chọn, không ít lần gây khó dễ cho họ vì những chuyện như thế này. Còn mọi người đã ăn chưa? Hai mẹ con nhìn nhau, bất ngờ và cảm động. Ăn, ăn rồi, chỉ là ăn đầu cá đuôi cá xương cá còn lại, nấu canh ăn với dưa cải muối. Vậy để Tiểu Đường Viên của chúng ta ăn trước. Mẹ để dành cho Tiểu Đường Viên một bát nhỏ, hay là cô đưa đứa bé cho tôi? Cô ăn trước đi. Sao vậy? Mẹ à, mọi người nghe đây, tôi chỉ nói một lần. Bây giờ tôi thực sự đã hiểu ra rồi. Việc anh Phó Trinh Đồ đi đã gây cho tôi một cú sốc lớn. Thêm vào đó anh ấy lại không có tin tức gì. Từ khi mang thai đến khi sinh con, đều là một mình tôi gánh chịu. Mấy năm nay tôi bị ma ám rồi, suy nghĩ rất lệch lạc, cũng mê muội, đã làm nhiều chuyện sai trái có lỗi với mọi người. Biết được sau khi rơi xuống nước mới tỉnh ngộ, sau này sẽ đối xử tốt với Tiểu Đường Viên, không còn như trước kia mê muội nữa. Càng không nghĩ đến chuyện về thành phố. Chúng ta cả nhà sống tốt đẹp, không còn nấu hai loại cơm nữa. Chúng ta cùng nhau có cháo ăn cháo, có khoai lang ăn khoai lang. Có khoai lang thì Tiểu Đường Viên ăn khoai lang là được. Đợi Phó Trinh Đồ về, cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn. Đào đào tầm thường đã hiểu rõ, trụ cột chính của gia đình này nên là ông chồng hợp Phó Trinh Đồ của tôi. Người già thì già, người nhỏ thì nhỏ, đều không có chủ kiến gì. Một người đi cả nhà liền rối loạn. Vì vậy mới để nguyên chủ dễ dàng rất mũi, cưới lên đầu họ là mai làm phúc. Đã như vậy, gia đình này sau này chỉ có thể dựa vào tôi thôi. Tốt lắm, tốt lắm. Mẹ biết nỗi khổ của con không có lỗi gì với chúng ta cả. Chính Phó Trinh Đồ nhà ta có lỗi với con. Sau này cả nhà chúng ta đều sống tốt, đều tốt cả. Phó Viễn Hàng thì không dễ bị lừa như vậy. Anh ta nửa tin nửa ngờ, là một chị dâu làm trời làm đất. Chẳng lẽ lại muốn đổi kiểu, làm trò quái gì? Lần này lại muốn giở trò gì đây? Sau khi mọi người đi, tôi đào đào trong lớp áo kẹp, tìm thấy một tờ giấy nợ và một tấm ảnh đen trắng. Ngày tháng trên giấy nợ đã hơn 3 năm trước, cũng là chuyện xảy ra không lâu trước khi nguyên chủ xuống nông thôn. Tào Quốc Hoa mượn Tô Đông Hán 200 đồng, 2 năm sau trả cả gốc lẫn lãi 250 đồng, buồn ngủ gặp ngay gối. Có số tiền này, gia đình này có thể sống tốt hơn một chút rồi. Vì thuật toán chỉ đề xuất những video nhiều like, các bạn dành ra một giây cho S1 like nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những giây phút xem phim vui vẻ.